Thủy quân lục chiến Mỹ muốn loại bỏ tất cả các xe tăng trong vòng 10 năm Theo một báo cáo của Thủy quân lục chiến Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ muốn trong vòng 10 năm tới sẽ loại bỏ tất cả các xe tăng một phần ba pháo binh, một số phương tiện đổ bộ và máy bay cũng như hàng ngàn bộ binh và các nhân viên khác Tất cả đều nỗ lực để định hình lại nhu cầu cho chiến tranh đảo ở Tây Thái Bình Dương Quân đội sẽ bổ sung nhiều điểm phóng, hỏa tiễn, hệ thống thông tin liên lạc kỹ nghệ cao tân tiến và nhiều máy bay không người lái. Nếu các nhà lập pháp chấp thuận đề nghị này sẽ dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên tới đối với cấu trúc lực lượng của Thủy quân lục chiến. Nhu cầu này sẽ cắt giảm 12.000 người ra khỏi hàng ngũ, giảm từ khoảng 220.000 lính Thủy quân lục chiến đang hoạt động và dự bị xuống khoảng 208.000. Thủy quân lục chiến không còn được tối ưu để đáp ứng yêu cầu của chiến lược phòng thủ quốc gia. Hàng loạt các chiến tranh được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2019 đã giúp cho lực lượng của thủy quân lục chiến quyết định thông báo về việc loại bỏ tất cả các đơn vị xe tăng và thiết bị đã lỗi thời tồn tại gần một thế kỷ qua sẽ gặp khó khăn trong cuộc chiến với các đối thủ ngang hàng như Trung cộng từ những chiến thuật đó quân đội hoa kỳ đã rút ra được bài học là bên nào khai chiến trước sẽ chiếm được lợi thế trên chiến trường và lực lượng quân đội có thể nằm trong phạm vi hỏa lực tầm xa của đối phương việc quân đội hoa kỳ quyết định loại bỏ các đơn vị xe tăng xe thiết giáp súng đại bác và các vũ khí tấn công mặt đất hạng nhẹ đã gây ra một số chỉ trích xe tăng trong lịch sử đã thành công trong nhiều trận chiến lớn nhỏ đã tự hào với hỏa lực tàn phá cực kỳ nguy hiểm trong nhiều thập niên nhưng xe tăng và các loại xe thiết giáp đã gặp khó khăn trong việc sống sót trước mối đe dọa tấn công chính xác cùng vô số hệ thống máy bay không người lái và trinh sát tràn ngập các khu vực xung đột trên khắp Trung Đông. Qua bằng chứng gần đây cho thấy chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhắm vào quân đội Syria vào tháng 2 năm 2020 đã tiêu diệt hơn 100 xe tăng và xe thiết giáp, hàng chục khẩu đại bác và hàng trăm lực lượng Syria theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải các video nhấn mạnh vai trò hỗn hợp của máy bay không người lái, hệ thống pháo binh và máy bay đã bắn nát các thiết giáp Syria từ trên bầu trời trong nhiều ngày. Quân đội Syria tỏ ra bất lực việc bảo vệ khỏi sự tấn công của các hệ thống tầm xa, ngay cả những chiếc xe tăng được ngụy trang bởi các tòa nhà và bụi rậm cũng không thể tránh được với thiết bị phát hiện và hình ảnh hồng ngoại tuyến quan sát từ bầu trời. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn bởi số lượng và các hệ thống xe tăng tinh vi tràn ngập, xung đột phản công đối phó trên toàn cầu và tiếp cận với máy bay không người lái tầm xa mà trước đây chỉ được kiểm soát bởi chính phủ, hiện nay đang được điều khiển bởi các lực lượng phòng vệ. Tại Libya, quân đội quốc gia Libya có ưu thế trong cuộc chiến máy bay không người lái với chính phủ Tripoli do liên hiệp quốc hậu thuẫn trang bị một máy bay không người lái, được cho là của tiểu vương quốc Ả Rập có tên là Wing Long 2, tự hào có tầm bắn là 2.000 km thông qua liên kết vệ tinh và được trang bị hỏa tiễn không đối không chính xác Blue Arrow 7 do Trung Cộng sản xuất. Thay vào đó thì quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm các hệ thống và đơn vị di động để có thể sống sót trong phạm vi hỏa lực của đối phương, tạo ra tình trạng bất ổn và làm hao mòn năng lực của đối phương khả năng trinh sát và trinh sát phản công sẽ là chìa khóa trên chiến trường hiện tại chúng tôi có đủ bằng chứng để kết luận rằng khả năng xe tăng mặc dù có lịch sử lâu dài và vẻ vang trong các cuộc chiến trong quá khứ nhưng không phù hợp với những thách thức ưu tiên cao nhất của chúng tôi trong tương lai theo báo cáo của thủy quân lục chiến cho biết về việc loại bỏ xe tăng những xe tăng không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc chiến áo giáp hạng nặng vẫn sẽ được cung cấp bởi quân đội Quân đội Hoa Kỳ cho biết là họ có kế hoạch phát triển mạnh mẽ các hệ thống không người lái ở mặt đất và trên không, cùng hỏa tiễn và hỏa lực tầm xa. Theo báo cáo, quân đội đang tăng số lượng súng bắn hỏa tiễn từ 14 lên đến 21 trong khoảng thời gian 10 năm. Ngoài ra, họ còn có dự định loại bỏ hầu hết các loại pháo phản lực và một số lực lượng đáng kể các đơn vị không quân. Bù lại thì binh chủng này sẽ tăng số lượng lớn hỏa tiễn tầm xa và hỏa tiễn chống hạm những thứ mà binh chủng này cho rằng sẽ hữu ích hơn trong các chiến dịch tấn công đảo ở Nam Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến theo USNI News nói rằng binh chủng này cũng xác định Trung Cộng là mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh trong những năm tới. Hầu hết các chuyên gia tin rằng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai nước, Biển Đông sẽ là một chiến tranh lớn Vùng biển này có một số quần đảo bao gồm quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và một số đảo nhỏ, đảo san hô, bãi cạn. Trong những năm gần đây thì Trung Cộng đã đòi chủ quyền 90% biển Đông và thiết lập các căn cứ quân sự tại một số địa điểm quan trọng. Theo tác giả Cao Misokami viết trên Popular Mechanics, nếu chiến tranh xảy ra, thủy quân lục chiến Mỹ gần như chắc chắn sẽ tiến vào biển Đông trên các tàu vận tải của hải quân và chiếm giữ các căn cứ quân sự, tước đoạt hải cảng và sân bay của Trung Cộng để ngăn chặn họ khai triển sức mạnh quân sự. Kích thước nhỏ của các đảo mà Trung Cộng đang chiếm đóng và cải tạo trái phép giới hạn quy mô của lực lượng bảo vệ chúng, cũng như quy mô của lực lượng cần thiết để đánh chiếm chúng. Thủy quân lục chiến Mỹ rõ ràng nghĩ rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams nặng 65 tấn không cần thiết trong các cuộc tấn công đổ bộ chiếm đảo đặc biệt là vì Trung Cộng khó có thể đặt xe tăng của họ trên các đảo này. Súng đại bác hạng nặng 155mm cũng sẽ không cần thiết vì các đảo quá nhỏ, không cần súng đại bác với tầm bắn quá lớn. Thủy quân lục chiến Mỹ đang loại bỏ tất cả 4 tiểu đoàn xe tăng bao gồm 3 tiểu đoàn đang hoạt động và một tiểu đoàn dự bị. Thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng xe tăng trong 97 năm liên tục việc cắt giảm sẽ loại bỏ khoảng 200 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams khỏi kho vũ khí của thủy quân lục chiến. Các đơn vị công binh có khả năng thiết lập các cầu di động cũng sẽ biến mất. Binh chủng này cũng sẽ loại bỏ 3 tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn có khoảng 800 binh lính, 16 trong số 21 khẩu đại bác, 2 trong số 6 đại đội đổ bộ và 4 phi đội trực thăng. Mỗi đơn vị sẽ chỉ có 10 chiến đấu cơ F-35, thay vì kế hoạch là 16. Vào mùa hè năm 2019, Thủy quân lục chiến bắt đầu các hoạt động dự tính kế hoạch lực lượng tập trung vào khả năng thích ứng để định hình đúng đắn sự đóng góp của Thủy quân lục chiến trong chiến tranh. Những nỗ lực lập kế hoạch này đã dẫn đến một dự tính kế hoạch hiện đại hóa, kết hợp các kỹ nghệ mới và những thay đổi đáng kể trong cơ cấu lực lượng hầu như cung cấp một thủy quân lục chiến mà Hoa Kỳ cần đến vào năm 2030